Ok, đây, chào mừng mọi người quay trở lại với trường Nhật ngữ Sin. Thì đây sẽ là bài Hán tự cuối cùng trong 10 bài Hán tự sơ cấp của các bạn. Và trong cái bài 10 này của mình đó thì mình sẽ học một số những cái chữ liên quan đến những cái chủ đề mà gọi là thuộc về thiên nhiên á. Ví dụ như là sông nè, núi, rừng, rồi biển, trời và một số những cái khác như là con chó hoặc là con cá và màu sắc. Và đi vào chữ đầu tiên của mình thì chữ đầu tiên mình học sẽ là chữ sơn, có nghĩa là núi ha các bạn. Thì cách hình thành chữ thì chữ này đơn giản, nó chỉ là chữ tượng hình thôi ha, nó sẽ vẽ lại hình ảnh của một cái núi mà nó nhấp nhô như thế này nè. Thì đây là chữ sơn của mình đây, nó kiểu kiểu như vậy. Thì nó sẽ có ba cái chọc vô ha các bạn. Rồi nhưng mà khi mà mình viết á, thì mình vẫn nhớ là mình sẽ theo quy tắc ha, từ trái qua và từ trên xuống. Thì mình thấy là cái nét số 1 này nét nó là nét cao nhất thì mình sẽ viết cái đó trước ha các bạn. 1 2 3. Đó, đây là chữ sơn của mình, có nghĩa là núi. Rồi, chữ sơn này thật ra âm nhật của nó các bạn đã học rồi ở trong phần từ vựng của mình từ rất là nhiều bài trước rồi ha. Đứng một mình ha, âm nhật và ma có nghĩa là ngọn núi. Hoặc là khi mà mình ghép ra một số những cái chữ như là ghép với chữ đạo nè, Yama Michi. Nó mọi người mình sẽ dùng hai âm nhật để ghép. Thì cái này nó có nghĩa là cái đường đi ở trên núi, gọi là đường núi á. Vậy còn âm Hán của nó thì sao? Âm Hán thì sơn ha, mình chuyển qua nó sẽ hơi giống một tí, mình sẽ không đọc là son mà mình sẽ đọc là san ha các bạn. San. Rồi và mình có thể gặp nó trong một số những cái từ ghép ha, như là chữ hỏa nè, ghép với lại chữ sơn đúng không? Tại vì chữ sơn của mình đứng ở đằng sau á cho nên mình sẽ biến âm ở đây. Kazan có nghĩa là núi lửa ha, hoặc là chữ đăng ghép với lại chữ sơn. Tohozan có nghĩa là leo núi ha các bạn. Thay vì mình nói là Yamani Noboru thì mình có thể dùng cái danh động từ của nó ở đây, Tozan Shimasu. Rồi và nó có một cái từ vựng đặc biệt ha, Fuji San. Được ha, núi Phú Sĩ của mình thấy là mặc dù chữ sơn của mình đứng ở ngoài sao á nhưng mà nó sẽ không biến âm ở đây ha các bạn. Và khi mà gọi tên những cái ngọn núi khác á, ở trong tiếng Nhật người ta cũng sẽ gọi là cái gì đó rồi Yama, nhưng mà mình thấy đặc biệt á, ở đây là cái núi Phú Sĩ thì người ta sẽ gọi là Fuji San được không? Thì cái chữ sàn này người ta vừa là theo âm Hán nhưng mà nó cũng có một cái chủ đích đó, là người Nhật họ sẽ coi núi Phú Sĩ giống như là một cái gì đó rất là gần gũi với mình, giống như là một cái người bạn của mình vậy, không có coi nó như là một cái ngọn núi. Rồi và chữ tiếp theo của mình học nó sẽ là chữ xuyên, có nghĩa là sông. Rồi đây cũng là một chữ tượng hình luôn. Thì mọi người thấy là cái dòng sông mà khi nó chảy như này nè, nó sẽ có những cái đường nước á, ha, cái sóng á. Thì đây là hình vẽ lại của cái đó thôi. Ba gạch là xong, 1 2 3, chữ xuyên của mình. Rồi và âm nhật của chữ này mình cũng học luôn rồi, chung bài với lại chữ sơn của mình, Kawa có nghĩa là con sông. Và khi mà mình gọi tên một cái con sông á, mình sẽ ghép tên của cái đó với lại chữ xuyên và lúc này mình sẽ biến âm ở đằng sau hết các bạn. Ví dụ như là sông Mê Công đúng không, đây mình sẽ gọi là Mê Công Gawa. Hoặc là sông sông Nin ở bên Ai Cập ha, mình sẽ gọi là Nairu Gawa. Rồi còn âm Hán của nó ha, thì xuyên chuyển qua mọi người sẽ đọc là sen. Âm này thì âm Hán này thì mọi người nên nhớ ha, tại vì sau này mình để ý là có một số chữ mà nó cũng hơi hơi giống á, chạy lại âm Hán á, thì nó cũng sẽ đọc là sen. Thì mình có thể từ cái này mà mình nhớ những chữ kia. Rồi mình có thể gặp ở trong một số những cái từ vựng như là chữ này, chữ đầu tiên của mình là chữ Hà ha, Hà xuyên Kha sen, tức là đang nói đến sông ngòi nói chung ha các bạn. Rồi và chữ thứ ba mình gặp sẽ là chữ lâm, được không? Mọi người thường nghe là lâm nghiệp á, thì lâm của mình ở đây có nghĩa là rừng, nhưng mà nó chỉ gọi là một cái rừng mà dạng như là nhỏ nhỏ thôi ha các bạn. Rừng nó ở diện tích nhỏ thì mình sẽ gọi là lâm. Và mình thấy cách hình thành chữ thì đơn giản đúng không, hai cái cây đấy, hai chữ mộc ghép lại là xong ha, là mình có chữ lâm luôn. 1 2. Rồi và âm nhật của chữ lâm này thì mình sẽ đọc là Hayashi, có nghĩa là rừng ha các bạn. Hoặc là một cái khu nào đó mà người ta trồng cây nhiều á, ở một cái diện tích nhỏ ha, thì mình cũng có thể gọi là Hayashi. Hiểu chung chung thì là như vậy. Rồi và âm Hán của nó mình sẽ đọc là gì? Rin ha các bạn, Rin. Rồi ví dụ như mình ghép chữ sơn với lại chữ lâm vào đây thì mình sẽ đọc là San Rin, được không? Nhớ hai âm Hán cùng lúc luôn, San Rin có nghĩa là rừng núi. Hoặc là như thế này, Rindo đúng không, chữ lâm với là chữ đạo
thì lúc này mình có nghĩa là đường rừng, san đô của mình sẽ là đường núi, còn vin đô của mình sẽ là đường rừng ha, đường mòn đi trong rừng. Và chữ thứ ba mọi người thấy là chữ này đọc là sam ha. Sam thì nó sẽ có hai nghĩa, một á, là mình có thể hiểu là rậm rạp, được không, rậm rạp. Và cái thứ hai nữa là mọi người thấy như cái cách hình thành chữ của nó, khi nãy chữ lâm của mình có hai cái cây, thì bây giờ chữ sâm của mình có ba cái cây thì tức là cái rừng này nó sẽ rộng hơn so với cái rừng của chữ lâm. Rừng mà nó rất là lớn luôn á thì mình sẽ gọi là sâm. Rồi, và âm nhật của chữ sâm này ha thì mình sẽ đọc là mori ha các bạn, đứng một mình có nghĩa là khu rừng ha. Và chữ còn âm hán của nó thì mình sẽ đọc là shin. Và cái âm hán này thật ra là mọi người cũng rất là ít gặp á, mình muốn học thì mình có thể học thêm thôi, và mình có thể gặp nó trong một số những cái từ vựng như là chữ này nè, lâm với lại sâm ha, shin rin, tức là đang là nói rừng nói chung thôi ha các bạn, rừng rậm nói chung thôi. Và chữ thứ tư của mình là chữ hải, được không? Hải thì nghe âm hán là mọi người hiểu rồi đúng không, hải có nghĩa là biển ha. Rồi, và cách hình thành chữ trước thì mình thấy là đây, cái phần bên trái này của mình nó sẽ là bộ thủy, được không, tức là nó đang nói một cái gì đó mà liên quan đến nước ha các bạn. Rồi, và cái phần bên phải á, mọi người thấy là nó chỉ là chữ mỏi thôi. Rồi, vậy thì mình chỉ cần tách bộ ra học là được rồi ha các bạn. Bộ thủy nè, xong rồi bên trái của mình là gì, chữ mỏi, đúng không, đó là mình sẽ có được chữ hải ha, có nghĩa là biển. Và bạn nào nếu mà muốn nhớ nó theo một cái câu chuyện á thì mình có thể ôm lại chữ mỗi một tí. Thì chữ mỗi mọi người ghép một cái câu là mỗi người đều có một người mẹ, thì ở đây mình thấy là thêm bộ thủy vô thì mình có thể nhớ cái chữ này từ cái câu là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình đó các bạn. Và âm nhật của nó thì mình sẽ đọc là ưmi, được không, biển. Còn âm hán của nó thì hải ha, chuyển qua mình sẽ đọc là cai ha các bạn. Rồi, và mình có thể gặp nó ở trong một số những cái từ vựng như là chữ này hải ngoại, đúng không, cai gai tức là nước ngoài. Còn chữ dưới này cai xươi, mình thấy ở đằng sau là chữ thủy ha, tức là cai xươi của mình có nghĩa là nước biển. Rồi, và chữ tiếp theo là chữ không. Chữ không này á, thì mọi người để mà hiểu được cái nghĩa của nó và đừng có lộn với mấy cái chữ khác á, thì mình cần nhớ được cái âm hán của nó. Không này vừa có nghĩa là dạng như là không có cái gì á, chân không hoặc là không gian ha, tức là nó đang nói một cái khoảng không gian á, được ha. Rồi, và cách hình thành chữ thì mọi người thấy là nó có cái gì, nó sẽ có mái nhà ở trên này, đúng không. Rồi, và nó sẽ có gì, nó sẽ có bộ nhân đi ở dưới này ha. Và cuối cùng mình có chữ gì, chữ công, có nghĩa là cái thước. Thì nếu mà mọi người không cần tách cho nó một câu chuyện đó, thì mình có thể nhớ như thế này luôn ha. Mình sẽ có mái nhà ở trên nè, xong rồi mình sẽ có bộ nhân đi đấy, xong rồi cuối cùng mình sẽ có cây thước, là mình sẽ có được chữ không. Còn nếu như mà mọi người muốn học theo cái cách mà giải nghĩa chữ á, theo cho nguồn gốc của chữ á, thì cả cái chữ này luôn nó đang là vẽ lại kiểu như là một cái hình vẽ của một cái cửa, mà khi các bạn mở cửa ra nó sẽ không có cái gì ở trong đó thì mình sẽ gọi là không. Và chữ này âm nhật á, thì mình cần nhớ hai âm, một của mình sẽ là sora, được không, sora có nghĩa là bầu trời ha mọi người, bầu trời, một cái khoảng không ở trên bầu trời. Rồi, và động từ của nó mình cần nhớ một cái là akimas, được không, có nghĩa là một cái chỗ gì đó mà nó mở, hoặc là một cái chỗ gì đó nó, tức là bạn có thể đi vào đó được á, thì nó sẽ gọi là akimas ha, cái chỗ đó trống không, hoặc là cái chỗ đó nó có khoảng trống á, thì mình sẽ gọi là akimas. Còn âm hán của nó ha, mình sẽ cần nhớ một âm là cư, không chuyển qua mình sẽ đọc là cư ha. Và ghép một số những cái từ vựng nè, như là chữ này, chữ không với là chữ khí, đúng không, không khí mình sẽ đọc là cư ki, tức là không khí mà mọi người đang hít thở á, là cư ki thôi. Hoặc là như chữ này, không với là chữ cản ha, cư cô, không cản là một cái cảng hàng không á, tức là sân bay của mình ha. Rồi, và chữ tiếp theo đây mọi người sẽ có thể lộn với là chữ không nè, chữ này là chữ thiên, được không. Cách hình thành chữ trước ha, thì mình thấy là nó đơn giản, nó sẽ có một cái nét nhất ở trên đây, và chữ đại ở dưới này, một nè, xong rồi hai ba bốn,
được không? Tách ra ha, nhất nè, xong rồi chữ đại ở dưới. Rồi vậy thì cái gì lớn nhất ha? Cái gì lớn nhất thì tất nhiên là trời là lớn nhất rồi ha các bạn. Thiên của mình sẽ có nghĩa là trời ha. Và mọi người thấy cái chữ này là thiên đúng không, thì nó cũng dịch ra là trời á. Sora của mình cũng là bầu trời. Thì phân biệt giữa hai chữ này cho mọi người một tí ha. Sora của mình đó, nó có nghĩa là nó đang chỉ cái khoảng không gian á, nằm ở phần trên, được không? Còn chữ thiên này á, thì mọi người có thể hiểu cái nghĩa của nó trong một số những cái chữ như là chữ này nè, thiên quốc, đúng không? Tengoku có nghĩa là thiên đàng á. Hoặc là như chữ này, Tenshi ha, thiên sứ ha các bạn. Tức là nó đang chỉ một cái gì đó mà liên quan đến nó hơi tâm linh hoặc là nó hơi thần thánh một tí á, thì mình sẽ dùng chữ thiên. Như chữ đầu tiên của mình đó nè, Tenki, đúng không? Thiên khí, tức là khí của trời ha, thì nó sẽ là thời tiết ha các bạn, Tenki. Rồi và chữ cuối cùng của mình ở đây thì mọi người có thể học thêm nếu muốn ha, Tensai, tức là thiên tài, là được trời phú cho tài năng á ha, thiên tài. Rồi và đó là 8 chữ Hán đầu tiên trong cái bài 10 bài cuối cùng của các bạn ha. Và để kiểm tra nhanh lại á, cho mọi người nhớ nhanh lại cái mặt chữ, thì mình cũng sẽ cho mọi người những cái câu hỏi ngắn như là những bài trước luôn, được ha. Mỗi câu hỏi mình sẽ có 5 giây, sau đó đáp án sẽ hiện ra cho các bạn. Bắt đầu.